Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Lúc này Tô Niên sờ vào cổ hỏi, là ai? Không nhìn thấy ai Tô Niên liền dùng. Lassian, ngôn ngữ hơi thở, mắt Tô Niên đỏ lên chiếu sáng dọi xuống đất, ánh sáng chiếu xuống tản đá hiện ra bóng một người. Tô Niên nhìn thấy khinh bỉ, ngươi thích trốn phải không? Còn hắn ta thì đứng trốn mà cười đắc ý, không ngờ kỹ năng phi kiếm của mình lại có uy lực lớn như vậy. May mà dùng ẩn thân, rồng đen không thể phát hiện ra, giờ chắc đang tức điên lên rồi. Bỗng ngọn lửa từ đâu xuất hiện, hắn ta lắc đầu qua lại lè lưỡi ra như chó thắc mắc, nhưng mà sao tự dưng xung quanh lại nóng vậy? Hắn ta giật mình hốt hoảng nhìn lên thì thấy Tô Niên ở phía trên tản đá từ lúc nào rồi, vãi, sao phát hiện ra ta được vậy? Ôi mẹ của con ơi, hắn tức tốc chạy nhanh ra chỗ khác tránh Tô Niên. Võ công trong thiên hạ chỉ cần nhanh thì không gì là không phá được, dựa vào khinh công của ta, con rồng đen ngu ngốc này không thể đuổi kịp được vụt vụt tô niên nhanh như cất phun lửa bay đến thấy tô niên ở ngay sau lưng hắn tá hỏa lên kinh sợ mắt muốn nhảy ra ngoài mà hét lên chết tiệt quái vật gì thế này không phải người càng to thì càng nặng à to cao nhiều máu đã đành tốc độ cũng nhanh dữ vậy bây giờ hắn ta mới hối hận vừa chạy vừa khóc nước mắt chảy ròng ròng biết trước thế này ta đã không tay máy đi thử uy lực của phi kiếm rồi thấy chạy không thoát hắn ta liền quỳ xuống cầu xin tô niên ông rồng anh rồng bố rồng gì cũng được vừa rồi ta không may chơi ngu chém phải ngài một nhát, ngài xem ngài cũng không bị gì, xin ngài hãy tha cho ta, xem ta như là cướp ỉa khỏi quần đi. Tô Niên xem thường hắn thầm nghĩ mà tính toán, nực cười, chết chắc chắn là phải chết, nhưng trước khi chết phải nghĩ cách lấy được gì giá trị mới được. Nghĩ xong Tô Niên dằn giọng nhìn hắn, ngươi muốn sống sót rời khỏi đây cũng được, nhưng ngươi phải giúp rồng đen vĩ đại ta mở dương báu màu trắng này, nếu không, ta sẽ thiêu đốt ngươi thành cho. Tô Niên lấy ra dương báu để trước mặt hắn, hắn giật mình ngạc nhiên, mở dương báu màu trắng, hắn ta bèn nghiêm mặt suy xét tình hình ma quái cũng có hứng thú với đồ vật trong dương báu sao hoặc là quái vật cũng có thể sử dụng đồ vật trong dương báu chỉ là bọn chúng không có năng lực mở dương báu hắn ta nhắm mắt lắc đầu liên liệng ngẫm nghĩ mà suy tính nhưng trước mắt bây giờ vẫn phải sống tiếp đã rồi tính giống loài rồng khổng lồ này con nào con nấy đều xảo quyệt đặc biệt là rồng đen sau đó hắn liền đồng ý được thôi ngài rồng vĩ đại muốn ta giúp ngươi mở dương báu cũng được hắn tự tin giơ một ngón lên đòi điều kiện với tô niên nói rằng nhưng ngươi phải thể trước huyết mạch của ngươi thần minh tín ngưỡng của ngươi sau khi mở dương báo ra ngươi không được làm hại ta dưới bất cứ hình thức nào tô niên nghe xong cười tít mắt vẻ mặt nham hiểm cầm lên một tờ khế ước cho hắn xem được không thành vấn đề thậm chí ta còn có thể ký thỏa thuận nữa nhìn thấy tờ giấy hắn kinh ngạc không thể tin được luôn nhưng rồi hắn ta liền cắn ngón tay mình chảy máu hắn cầm tờ giấy xem và đóng dấu tay máu vào mà hơi nghi ngờ cứ có cảm giác có điểm gì đó kỳ lạ nhưng lại không nói ra được nội dung thỏa thuận Tô niên Guterres từ Park xin thể trước các vị thần của Long tộc, sau khi Lý thần mở được dương báu sẽ không làm hại hắn dưới bất cứ hình thức nào. Người đảm bảo dòng cái tia mát năm màu, phần thỏa thuận đã xong, hắn ta ngồi xuống trước dương báu nhìn chìa khóa trên tay thì giật mình nhớ lại nội dung thỏa thuận ban nãy. Hỏng rồi, hắn liếc mắt nhìn Tô Niên ở sau lưng nghiến răng tức giận lo lắng, thỏa thuận chỉ nói là sau khi mở dương báu, vậy trước khi mở dương báu không tính rồi. Soạt, Tô Niên nhanh chóng đến gần hắn vung tay mạnh, uỳnh lên một tiếng vang, hất hắn ta bay lên cao, hắn ta hét lên mắng tô niên mẹ kiếp con rồng đen bỉ ổi ngươi nuốt lời ngươi lừa ta tô niên cười đắc ý nhìn hắn kha 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 ta chỉ làm theo thỏa thuận thôi mà hệ thống hiện lên báo bạn đã tiếp xúc đến người chơi thiên triều đang lấy dữ liệu người chơi thiên triều năng lực thế lực hiện tại của người chơi thiên triều là thể chất võ lực cơ sở hiệu quả mỹ thực trở lên nghe hệ thống báo xong tô niên khoái chí phủi phủi hai tay mình nhìn vào bản hệ thống ui chao cũng không tồi mỹ thực trở lên có khi sau này có thể bắt mấy tên người chơi thiên triều đến nấu ăn cho hang rồng nhìn vào hệ thống tô niên chóng tay suy tính thế giới người chơi giống như một thế giới song song với thế giới trước đó việc hiểu rõ tài năng và khả năng của mỗi phe là rất quan trọng suy cho cùng nó có liên quan đến việc ta sẽ sống sót được bao lâu và như thế nào xem ra phải tiếp xúc với các người chơi ở các khu vực khác nhau mới được sau đó tô niên cầm chìa khóa vừa cướp được mở dương bạc cạch tinh trong dương bạc hiện lên ba cuộn giấy màu vàng được cột lại bởi ba sợi dây màu khác nhau xanh đỏ vàng và cặp nhẫn được nạm viên đá to màu đỏ, hệ thống liền báo, chúc mừng ký chủ đã mở dương báu màu trắng và đạt được bản vẽ công trình xây dựng, nhà vệ sinh rồng đen. Cuộn chuyển giao hiệp sĩ rồng chuyên nghiệp ẩn, lệnh xây chấn, tự động chuyển đổi thành cuộn nâng cấp kiến trúc, một cặp nhẫn không gian cấp đại sư. Tô Niên nhìn thấy mấy vật phẩm cao cấp thì cười đắc ý lộ ra vẻ mặt xấu xa, điểm hệ thống hiện tại, 51.916, độ hảo cảm của Anna 300, độ hảo cảm của Selena 300, độ hảo cảm của Dela không Tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng